Tinh thần biến phần 3 tập 24, Lưu Tinh Lệ chỉ biến. Nơi quân đội trú ngụ là một dài bình nguyên, đương nhiên chỗ trú ngụ cũng chỉ là liều trại mà thôi, Tân Đức, Phong Ngọc Tử, từ nguyên ba người đang nhàn nhã dạo chơi khắp đại giang Nam Bắc. Lần này cũng là bóng hứng trí, tiện thể ghé qua thăm nơi tiền tuyến một phen. Tư Nguyên, hiện tại đại quân của chúng ta đã đồn trú hơn nửa tháng rồi mà không có cách nào công hại thiết húc thành, người hãy nói xem, có phương pháp nào khả dĩ phá được thành này? Tân Đức chỉ về phía tòa thành trì phía đằng xa tùy ý hỏi. Tân Đức chỉ tùy tiện hỏi, chứ việc công thành quan hệ với ông không lớn. Tư Nguyên vuốt dâu trầm tư suy nghĩ, cười nói. Thái Thượng Hoàng muốn công hạ Thiết Húc Thành, nhìn Vương Tùng tướng quân đã một thời gian dài mà vô pháp phá thành, thiết nghĩ hiện tại ngoài việc tăng cường công kích ngoài thành, còn phải làm sao dụ được địch xuất thành, tất nhiên phải nắm vững tính tình chủ tướng của địch. Bất quá nói không không chừng có những mưu lược khác, cần phải căn cứ tin tức tình báo mới được, thần không biết những tin tức tình báo về Thiết Húc Thành, thành thử không thể đề ra phán đoán thích đáng được. Phong Ngọc Tử đột nhiên nói. Tân Huynh, dường như Lan Thúc Tiền Bối nói là Tiểu Vũ sẽ trở về trong ngày mai. Đúng vậy, sẽ trở về trong ngày mai. Tân Đức gật đầu, quay người thở dài một tiếng. Tiền Phủ là phủ đệ của tiên nhân, sao lại khả năng không có một điểm an toàn vậy? Hiện tại ta thật có chút lo lắng cho Vũ Nhi. Bất quá Tân Đức cũng hiểu, theo con đường của tu chân giả, nếu mong muốn mọi chuyện đều an toàn, gần như là không có khả năng. Tiểu Vũ khẳng định sẽ an toàn trở về, Thái Thượng Hoàng đừng quá lo. Tư Nguyên tin tưởng nói. Tần Đức nhẹ gật đầu. Rồi ba người từ trong chiếc phòng chữ vật lấy ra một bàn cờ, bắt đầu cuộc chơi. Phụ Vương, Phong Bá Bá, Tử Thúc. Thanh âm Tần Vũ vang lên, Tần Đức, Phong Ngọc Tử và từ Nguyên đều quay đầu lại. Chỉ thấy Tần Vũ cùng Lập Nhi vô cùng cao hứng, sánh vai đi tới, Vương Tùng Tướng Quân Tức thì nhẹ không người, rồi mỉm cười rời đi. Tần Đức rất vui mừng nói. Vũ Nhi. Khi Tần Vũ cùng Lập Nhi tiến nhập tiên phủ, trong lòng Tần Đức cũng rất lo lắng, lúc này thấy Tần Vũ an toàn trở về, cực kỳ kích động. Thật tốt quá, cuối cùng rồi con cũng an toàn trở về, vậy là, thúc thúc của Lập Nhi cô nương nói rất chính xác. Tần Đức thở dài khen. Lan Thúc đã nói gì vậy? Tần Vũ nghi hoặc hỏi. Tiểu Vũ, Lan Thúc Tiền bối có nói là con sẽ quay lại vào khoảng vài ngày này, chúng ta cũng vừa mới bàn luận rằng trong vài ngày tới con sẽ quay về, không tưởng được con thực đã xuất hiện. Phong Ngọc Tử cười nói. Tần Đức đột nhiên cau mày nói. Vũ Nhi, con có hai vị huynh đệ đúng không? Một tên là Hầu Phí, một tên là Hắc Vũ. Đúng rồi, Phụ Vương. Tần Vũ đột nhiên nghi hoặc. Phụ Vương, không lẽ Phí Phí và Tiểu Hắc có gây ra chuyện gì à? Không, không có. Tần Đức vội nói, rồi lập tức mỉm cười nói. Sau khi bọn con ly khai tiềm long đại lục không lâu, Lan Thúc liền mang hai huynh đệ của con đi, có nói là sẽ tới một nơi thần bí để tiến hành tu luyện đặc biệt. Tần Vũ chố mắt. Nơi thần bí, tu luyện đặc biệt. Vậy Lan Thúc dẫn theo cả Phi Phi cùng Tiểu Hắc. Tần Vũ truy vấn nói đúng vậy lan thúc bảo ta nói lại cho con một tiếng khi con về không cần phải kiếm chúng chúng sẽ mất một khoảng thời gian dài mới có thể quay lại tính ra một lần tu luyện cần hai đến ba năm tân đức cười nói địa phương thần bí tu luyện đặc biệt ư tân vũ nhíu mày nhìn về lập nhi bên cạnh lập nhi gương mặt cũng lộ vẻ nghi hoặc tân vũ đại ca muội cũng không biết có thần bí địa phương nào lập nhi không nghĩ ra lan thúc đã mang hầu phí và hóc vũ tới nơi nào Tân Vũ suy nghĩ chốc lát, liền cười. Không có việc gì, ý của Lan Thúc không muốn chúng ta phải lo lắng, phí phí và tiểu hắc thực lực không có kém ta. Bọn chúng tới địa phương thần bí để tiến hành tu luyện đặc biệt, không biết lúc quay về có thể đạt đến cảnh giới nào. Phụ vương còn chuẩn bị trở về lôi dân cư trong vương phủ để tiến hành bế quan tu luyện chấm CON ước đoán lần tu luyện này cần khoảng một tháng thời gian. Tần Vũ trịnh trọng nói chuyến đi tới cửu kiếm tiên phủ tần vũ đã nhận ra bản thân mình thực lực quá yếu những kẻ được gọi là tam kiếp tán ma từ kiếp tán ma có thể nói chỉ là một góc của đằng long đại lục xét cho cùng lần này cao thủ ở đó hiển nhiên không quan tâm tới cái tiên phủ đó trước khi đi ai mà biết được tiên phủ này là thế nào sở hữu ngọc quý là có tội tuy những người khác không biết ta có bốn kiện trung phẩm tiên khí chỉ biết là mình có một kiện trung phẩm tiên khí thôi nhưng dù chỉ là một kiện cũng có thể làm cho một vài cao thủ lục kiếp, thất kiếp đến tìm ta gây phiền. Dù là an toàn trở về, nhưng Tần Vũ trong lòng vẫn không thoải mái. Bất quá, dù cho có đến gây phiền, cũng phải xem có hay không có bản sự. Tần Vũ trong lòng mười phần tự tin. Hắc Diễm Quân chỉ giới, có thiên hòa lĩnh vực và trọng lực lĩnh vực, Tần Vũ hiện nay lại có trung phẩm tiên khí, lúc trước lại được lập nhi tặng cho một tấm vệ băng lôi ấn phù, nếu mà cẩn thận thì dù có thiên tiên tới cũng có thể đấu một trận. Đương nhiên, Tần Vũ phải hoàn toàn hấp thu xong nguyên anh của nhị kiếp tán tiên thì càng tốt hơn nhiều. Được, Vũ Nhi con an tâm bế quan, tuyệt đối sẽ không có ai tới quấy rầy con. Tần Đức lập tức nói, ông cũng biết nơi Tần Vũ sống là thế giới gì, hiểu được cao thủ ở đó là cấp bậc nào, Tần Vũ cần nhất là phải tăng cường thực lực của mình. Tần Vương Triều Kinh Thành, bên ngoài lôi sân cư trong Vũ Vương Phủ. Tần Vũ Đại Ca, an tâm bế quan tu luyện nhé. Lập Nhi cười nói. Tần Vũ trong lòng vẫn còn anh e ngại, căn dặn nói. Lập Nhi, nếu có cao thủ lợi hại tới giết người để đoạt trung phẩm tiên khí, hay thủy mặc họa, muội ngàn vạn lần không được xuất thủ chống lại, có thể trực tiếp giao ra mau bút cũng như thủy mặc họa cho bọn họ. Vừa nói, trên tay Tần Vũ xuất hiện một bức thủy mặc và một cây mau bút. Tần Vũ đại ca, huynh muốn. Lập Nhi mở to mắt ha ha, lập nhi, không lẽ muội không biết là hắc diễm quân chỉ giới bên trong tàng ẩn bức địa đồ, còn nó phá thiên đồ đối với huynh công hiệu hiển nhiên không quan trọng nữa rồi, nói thật lòng, nó không đáng để ta và các cao thủ khác phải đối đầu đổ máu, còn như mau bút, khả dĩ biến thành tiên kiếm, uy lực không nhỏ, nhưng mà, lập nhi lúc trước muội đưa huynh ba cây, thêm vào một cây huynh có, cho dù mất đi một cũng không cần phải tính toán, điều quan trọng đó là thân nhân của huynh và muội. Tần Vũ ngưng trọng nhìn thẳng vào mắt Lập Nhi. Huỳnh không muốn muội có bất cứ nguy hiểm gì. Lập Nhi trong lòng cảm động. Lập Nhi xúc động suýt nữa nói ra bí mật trong lòng, lời vừa ra miệng đã kịp nuốt vào, bởi vì Lập Nhi biết bí mật đó không nói cho Tần Vũ thì hơn. Tần Vũ đại ca, cảm ơn huynh. Tần Vũ đưa tay ôm lấy Lập Nhi vào lòng. Sau khi chia tay với Lập Nhi, Tần Vũ liền trực tiếp tiến nhập vào gian phòng luyện công của lôi sân cư, ngồi xếp bằng tĩnh tọa. Nguyên anh của nhị kiếp tán tiên gần như ngang với độ kiếp trung kỳ. Nguyên anh của độ kiếp hậu kỳ cao thủ có thể đủ cho ta tu luyện đạt tới hành tinh hậu kỳ. Tần Vũ từ hắc diễm quân chỉ giới lấy ra nguyên anh của nhị kiếp tán tiên. Tần Vũ hiện thời bảo vật phần lớn để trong hắc diễm quân chỉ giới. Lúc ở thành vũ tiên phủ đại điện, nhiệm cơ nương nương cùng mọi người đánh giết, cuối cùng không phát hiện ra tại sao cái nguyên anh này lại biến mất. Tinh thần biến công pháp chưa làm sáu tầng từ tinh vân lưu tinh tinh hạch, hành tinh, độ kiếp, hàng tinh lục đại cảnh giới, mỗi một cảnh giới là một chuyển hóa. Thật lực sẽ tăng tiến rất lớn, hiện tại thì Tần Vũ vừa mới chỉ đạt tới tinh hạch kỳ mà thôi. Nhắm mắt lại, quanh người Tần Vũ quang mang lờ mờ bao phủ, giống như một đám mây quay tròn, ở trung ương của nó chính là Tần Vũ phát tán kim sắc quang mang. Nguyên anh của nhị kiếp tán tiên hóa thành những đạo dịch thể nhỏ xoay tròn bên ngoài cơ thể Tần Vũ thật đúng như mong đợi, đạt tới hành tinh kỳ thực lực sẽ rất mạnh. Tần Vũ khóe miệng không kìm được có một tia tiểu ý. Đằng Long Đại Lục, tu chân giả nhân số lớn, thậm chí hơn cả triệu người. Tuy nhiên tông phái bài danh đệ nhất của tu tiên giả ở Đằng Long Đại Lục Thanh Hư Quan đệ tử cũng chỉ có vài vạn người, nhưng Thanh Hư Quan vẫn là đương thời cao quý đệ nhất tông phái, bởi vì cao thủ của họ thật quá nhiều. Trên Thanh Hư Sơn, có một tòa cung điện được xây ở trên cao ở bên ngoài cửa cung điện của Thanh Hư Quan, có một vài đệ tử đang lùi húi dọn dẹp. Đây là những đệ tử vừa mới được Thanh Hư Quan thu nhập, cũng là thế hệ công lực thấp nhất, thậm chí đến Kim Đan Kỳ cũng không đạt được. Sư Huynh à, chừng nào thì Sư Tôn mới chuyển cho chúng ta tu chân công pháp nhỉ? Một đồng tử dáng vẻ ốm yếu thanh mi mục tú độ 7-8 tuổi hỏi đồng tử cách nó không xa. Sư đệ, Đừng lo lắng, được nhận vào thanh hư quan đã là phúc phận lớn nhất của chúng ta, chúng ta đã tới đây được bao lâu rồi. Theo như ta biết, khi vào thanh hư quan, chưa hết một tháng thì không được chuyển công pháp nào, sau đó mới bắt đầu chuyển công pháp đơn giản củng cố căn cơ, trong vòng ba năm mới tơ tưởng tới tu luyện thượng tầng công pháp. Vị sư Huynh coi bộ hiểu rõ tất cả những chuyện này. Đôi mắt sáng của đồng tử ôm yếu hiện vẻ rất thất vọng. Cần tới ba năm đệ thì biết gì, đệ tử của Thanh Hư Quan ai không là cao thủ chứ, tuy chỉ là vài vạn đệ tử, không thể so sánh với Lam Ưng Môn, Tử Dương Môn có tới cả chục vạn đệ tử. Nhưng Thanh Hư Quan vẫn là đệ nhất tông phái ở Đằng Long Đại Lục là vì sao? Nguyên nhân không chỉ là công pháp mà còn là chế độ truyền thụ. Để chúng ta xây dựng căn bản trong vòng 3 năm chính là để huấn luyện tính tâm của chúng ta, tâm tính đối với việc tu luyện rất là trọng yếu. Vị sư huynh tiếp tục nói. Sư huynh, huynh thật là lợi hại, đồng tử ốm yếu đôi mắt lại sáng lên cái này là không chỉ ta lợi hại biểu ca của ta lại càng lợi hại hơn biểu ca của ta sau năm năm nhập môn thanh hư quan hiện tại đã đạt tới kim đan kỳ trở thành tinh anh đệ tử cần bồi dưỡng vị sư huynh ngẩng đầu lên nói không nói nữa có người đến vị sư huynh lập tức nói Càn hư lão đạo lúc này dáng vẻ phong trần chân đạp tiên kiếm gấp rút quay về, đồng thời lão cũng đã sớm thông qua truyền tấn lệnh đem tin tức nói với các vị trưởng lão trong tổng phái. Đạo hữu, đây là chỗ của thanh hư quan của chúng ta, ngoại nhân không được phép tiến vào. Vị sư huynh bước tới một bước cứng rắn nói, lúc này vị sư huynh rất là tự hào, cuối cùng cũng lấy được chiêu bài của thanh hư quan nói ra lời. Càn hư lão đạo vẻ mặt đành lại, ngay tại đại môn của môn phái mình lại bị một đứa tiểu bối ngăn cản. Tuy nhiên chính lúc này, chỉ nghe thấy một trận âm thanh tiếng chân người, vài chục vị tu tiên giả mặc đạo bào, bộ dâu dài tung bay tiên phong đạo cốt hối hả tiến ra. Mấy chục vị cao thủ này chính là thuộc về bối chữ càn và phàm của thanh hư quan. Quan chủ Hai tiểu đồng tử vừa thấy người đi đầu, nhất thời hoảng kinh hiền tránh qua một bên. Sử thúc lần này vì thanh hư quan chúng ta đi gặp nguy hiểm, lấy được bảo vật trở về người dẫn đầu chính là cao thủ bối chữ Phàm, Phạm Minh, đồng thời cũng là đương kim quan chủ của Thanh Hư Quan. Vị quan chủ này, hiển nhiên không phải là cao thủ lợi hại, chỉ mới độ qua cửu cửu trọng kiếp mà thôi. Sứ thúc của quan chủ Cả hai đồng từ ngây người ra. Phạm Minh, không cần nói, lần này Càn Minh, Càn Thiện nhị vị sư đệ, đều không thể chăn chối một lời, đã hồn phi phách tán cả rồi, ta còn quay về được đây, thật là may mắn. Nếu không thì đã không gặp lại mọi người lúc này càn hư lão đạo nhớ lại lúc khởi hành đến cửu kiếm tiên phủ cho đến lúc sau hiện tại nghe phạm minh khen ngợi mà không thấy thích thú gì vài chục người đó tất cả đều biến sắc càn hư sư đệ càn minh càn thiện hai vị sư đệ đều đã chết một vị tán tiên tóc bạc tung bay hơi có vẻ nôn nóng nói đúng vậy trừ vị chúng ta quay vào hãy nói chỗ này không phải là nơi tốt để tường thuật lại càn hư lão đạo vừa nói lập tức vài chục người đó liền trực tiếp hướng về thanh hư quan đại điện mà đi, thanh hư quan mất đi hai vị tán tiên cùng một lúc, quả thật là một đại sự quan trọng. Ở trên đại điện, cản hư lão đạo thuật lại giành dễ câu chuyện, những đệ tử đồng bối hay đệ tử bối cao, thấp hơn từng người nghe thấy trong lòng đều chấn kinh, vô luận là việc nghiên cơ nương nương xuất hiện, hài long tộc tam đại cao thủ, cũng như là hoàng tuyển lộ. Sử thúc, tiền phủ đó không ngờ là của một tiên đế, quả thật làm cho người ta phải kinh hồn, nghịch ương tiên đế, nếu như sớm biết là tiên phủ mà nghịch ương tiên đế lưu hạ, ta sẽ tấu thỉnh chư vị tiền bối của thượng thiên cung xuất thủ. Phạm Minh Quan chủ cảm thán nói. Ngay xong câu chuyện, tất cả mọi người đều vì những nguyên linh thạch hãi nhân đó của thanh vũ tiên phủ mà chấn động, cũng cảm thấy vị nghịch ương tiên đế hỉ nộ vô thường mà chấn động trong tâm. Vào tới tiên phủ, lời gợi ý của tiên đế nửa thật nửa giả, điều này tuyệt đối đáng sợ, tỉ như khi nghịch ương tiên đến nói trong đào Hoa Nguyên rất an toàn. Thủy Nhu chân nhân mấy vị cao thủ chọn nơi này, nhưng thực tế là đào Hoa Nguyên là tử địa, tiến vào thì chết, ngay cả một điểm hy vọng sống sót cũng không có. Hồ Gió nổi lên, tất cả các cao thủ trong đại điện hướng về cửa điện nhìn, chỉ thấy một vị lão già gầy gò tóc dài trắng xóa tung bay đứng tại cửa đại điện. Ảo nhàn sư thúc Càn hư lão đạo và các cao thủ bối chữ càn hết thầy đều chấn kinh nói bọn họ có thể biết vị ảo nhàn sư thúc này là cao thủ của Thượng Thiên Cung nơi tối trọng yếu của Thanh Hư Quan, nếu như không phải chuyện đại sự, người của Thượng Thiên Cung sẽ không xuất hiện. Dù là quan chủ, cũng không tưởng đến có khả năng vào Thượng Thiên Cung, theo truyền thuyết, Thượng Thiên Cung có thể thông lên tiên giới. Càn hư, người vừa nói là nghịch ương tiên đế. Ảo nhàn tán tiên mặt đầy nôn nóng gặng hỏi thêm lần nữa. Quả đúng vậy, chủ nhân tiên phủ chính là nghịch ương tiên đế, có chuyện gì sao, càn hư lão đạo nghi hoặc nói ảo nhàn nói một cách hưng phấn tốt thật là quá tốt nghịch ương tiên đế quả nhiên là nghịch ương tiên đế thật là tốt ảo nhàn rất hưng phấn sau đó lập tức nói càn hư hiện tại đi với ta tới thượng thiên cung sứ thúc tổ ta muốn gặp ngươi càn hư lão đạo cảm thấy tim mình đột ngột ngừng lại sứ thúc tổ của ảo nhàn muốn gặp mình thượng thiên cung nằm trên đỉnh thanh hư sơn gió lồng lộng thổi mây phủ quanh năm, tại ngoại vi của Thượng Thiên Cung bố trí tiên giới trận pháp. Ngay cả thập nhị kiếp tán tiên muốn dùng sức mạnh để xâm nhập cũng chỉ là nằm mơ, đệ tử Thanh Hư Quan chỉ khi nào đạt tới tứ kiếp tán tiên thì mới có thể tiến vào Thượng Thiên Cung Điện. Bên ngoài Thượng Thiên Cung, ảo nhàn chân bước thong thả, tiến vào trong đại trận, mang theo cán hư lão đạo đi vào, ảo nhàn tại Thượng Thiên Cung địa vị không cao. Thường là người ra vào truyền đạt thông tin cho Thanh Hư Quan, đương nhiên quá quen với trận pháp này. Ảo nhàn sư thúc, Người có biết sứ thúc tổ muốn hỏi con chuyện gì không? Trong lòng cảm thấy bất an, Càn Hư lão đạo hỏi nhỏ ảo nhàn. ảo nhàn mặt tòa hồng quang. Hà hà, Càn Hư, lúc đầu đúng là không nên cho ngươi biết, bất quá một lát nữa thì ngươi cũng biết thôi, ta cũng tốt bụng nói cho ngươi nghe. Từ lúc ảo nhàn biết được chủ nhân tiên phủ chính là nghịch ương tiên đế, trở nên kích động không thôi. Tại cảnh giới của ảo nhàn, những chuyện có thể kích động như vậy quả thật là không nhiều. Càn hư lão đạo nhãn tình sáng rực. Càn hư, người đã lập được đại công, người cũng xứng đáng được biết, từ xưa lắm rồi, không cần biết là thanh hư quan, hay làm ương môn, tử dương môn, ngay cả các môn phải xa xưa nhất, thầy đều nhận một mệnh lệnh từ tiên giới. Ảo nhàn hai mắt phóng quang. Tiên giới, nghe nói là nơi mà mỗi một tu tiên giả mơ ước được tiến nhập. Lệnh truyền từ tiên giới. Càn hư lão đạo hô hấp như ngừng lại. Mệnh lệnh từ tiên giới đó là, phàm bất cứ ai có biết được tin tức liên quan tới nghịch ương tiên đế thì lập tức cáo tố tiên giới, kẻ lập công này sẽ được có cơ hội được tiên giới ân thưởng, đồng thời người trong môn phái của hắn tại tiên giới cũng được tưởng thưởng. Gương mặt của ảo nhàn vì kích động mà ửng đỏ. Tiên giới ở tại phàm nhân giới là những nơi đặc biệt phi thường, không phải chỉ riêng gì vũ trụ của tần vũ mà vũ trụ của sư tôn tần vũ, lôi vệ cũng thuộc về phàm nhân giới. Ngày như Thanh Hư Quan tại Đằng Long Đại Lục thì có danh tiếng lớn, nhưng tại tiên giới chỉ là một thế lực yếu đuối nhỏ nhoi, nếu như chuyến này được tiên đế tưởng thưởng. Thanh Hư Quan trong tương lai sẽ quang minh rỡ ràng, còn địa vị của các sư môn trường bối tại tiên giới cũng được nâng cao. Càn Hư, nếu như ngươi lập được công kỳ này, thì ngươi sẽ trở thành tối đại công thần của Thanh Hư Quan ta trong cả trăm vạn năm qua. Ảo nhàn hân hoan nhìn chăm chăm vào Càn Hư lão đạo nói vào thời khắc này Càn hư lão đạo cảm thấy cổ họng khô gian là đại công thần của thanh hư quan trong cả trăm vạn năm qua thậm chí tại tiên giới sư môn trường bối cũng được lợi ích những viễn ảnh huy hoàng làm cho Càn hư lão đạo choáng váng đầu óc tu chân giả đối với tông phái của mình rất nặng tình đối với tu chân giả mà nói tông phái chính là gia tộc cũng giống như gia đình của người dân bình thường vậy để sư môn trường bối hưởng lợi ích cũng là để cho địa vị thanh hư quan tại tiên giới tăng cao vinh dự này, cả trăm năm nay có ai được. Tốt lắm, là ngươi phát ngơ phát ngẩn lên rồi, giờ cũng đã tới Thượng Thiên Cung, mau cùng ta vào. Ảo nhàn cười nói. Ngay lập tức, Ảo nhàn cùng càn hư lão đạo đến ngay trước mặt của tòa cung điện cửu tầng, núi thanh hư cao vòi vọi, nơi kiến tạo nên Thượng Thiên Cung nằm tại nơi mây răng mở mịt điều đặc biệt ở bên trái Thượng Thiên Cung lại biến thể phát ra nhũng luồng sáng rực rỡ. Trong lòng kích động bất an tiến vào Thượng Thiên Cung, càn hư lão đạo cẩn thận từng chút. Bên trong thượng thiên cung toàn là các bậc tiền bối, mỗi một người đều là trưởng bối của hắn khiến Càn Hư thật không dám vọng động. sư tôn, Càn Hư đã tới. Ảo nhàn sau khi vào tới tầng thứ ba của Thượng Thiên Cung, liền dừng lại ở tầng này có một trung niên vận bạch bào, cũng chính là sư tôn của Ảo nhàn tên gọi độ nan chính là một lục tiếp tán tiên. Thượng Thiên Cung tính theo địa vị thực lực thì Ảo nhàn tối đa chỉ được lên tới đệ tam tầng. Nếu như lúc trước, Càn Hư chỉ là một tam kiếp tán tiên mà tới thì ở mỗi một tầng phải hành lễ với bậc tiền bối ở đó, nhưng hôm nay lại khác hẳn, Càn Hư lão đạo có thể trực tiếp tiến vào đệ tam tầng, căn bản là chưa hề gặp qua một vị tiền bối nào. "Ngươi là Càn Hư, tốt, tốt lắm, lại đây, đi theo ta." Bạch Bảo Trung Niên nhìn thấy Càn Hư thật là cao hứng, lập tức kêu Càn Hư tiếp tục đi lên lầu. Lần này đi một lúc tới Thượng Thiên cung đệ thất tầng. Chưa vị sư thúc, Càn Hư xin ra mắt. Độ nan cúi mình ở ngoài cửa đệ thất tầng. Nhìn thấy cánh cửa mở ra, một nữ tử nhẹ nhàng xuất hiện, nhìn thấy càn hư gương mặt vui vẻ hiền nở một nụ cười. Độ nan, ta thấy càn hư tới thì đã biết chuyện ngươi bằng báo là có thật, càn hư mau mau đi theo ta. Vị nữ tử kéo tay càn hư, nhiệt tình đưa lão tiến vào đệ thất tầng. Cả vạn năm trở lại đây, chỉ với địa vị của tam kiếp tán tiên thì đừng mong gì vào tới đệ thất tầng của Thượng Thiên Cung. Thật ra không phải là hết cách, chỉ là chưa từng xảy ra ngay cả độ nan là lục kiếp tán tiên cũng không vào được đệ thất tầng. Lúc này càn hư lão đạo im dơ, giống như một hài đồng bị người lớn lôi kéo vậy. Sư muội, càn hư tới chưa? Có ba nam tử xuất hiện, cả thầy đều là tán tiên, cùng lúc nhìn về càn hư, mục quang nóng bỏng. Càn hư giống như một tiểu cô nương bị cường gian, trong lòng không yên, hiểu rất rõ ràng, ảo nhàn là trưởng bối của lão, độ nan thì là sư tôn của ảo nhàn, còn những vị này được xưng là sư thúc của độ nan, hiển nhiên, họ trí ít cũng vào hàng chữ thiện. Tiền bối ở chữ thiện Càn Hư chưa gặp qua trong nhiều năm rồi. Đệ tử chữ Càn tự danh Càn Hư, bài kiến chư vị sư thúc tổ. Càn Hư quỳ xuống khấu đầu. Bà nào một nữ thản nhiên tiếp thụ lễ bái của Càn Hư, cùng lúc nam tử đứng đầu cười nói. Càn Hư, thuật lại cẩn thận, chính bản thân ngươi đã biết được những gì liên quan tới nghịch ương tiền đế. Càn hư lão đạo cung kính nói. Đệ tử tiến nhập cửu kiếm tiên phủ cũng chính là tiên phủ của nghịch ương tiên đế. Nghịch ương tiên đế có nói, hắn là bát cấp huyền tiên, thêm vào đệ tử lấy được một kiện trung phẩm tiên khí. Đoán rằng nghịch ương tiên đế cũng là kiếm tiên. Bát cấp huyền tiên, kiếm tiên. Bà Nam một nữ hô hấp nhất thời dồn dập. Tuy là họ có biết về đại danh của nghịch ương tiên đế, họ lại không ngờ được ông ta lại ghê gớm như vậy. Ở địa vị của họ, cũng đủ hiểu biết về việc tiên nhân chia làm ba tầng, thiên tiên, kim tiên và huyền tiên, mỗi một giai tầng đại biểu cho địa vị khác nhau, thiên tiên, nơi nào cũng có thể gặp, xét về giá trị không bao nhiêu cả. Kim tiên, chỉ về người cao cấp hơn, là nhân tài có thế lực. Còn như huyền tiên, có đủ tư cách để tự xưng tiên đế, tại cấp huyền tiên thì bắt cấp huyền tiên, ngay ở tiên giới cũng khó kiếm bắt cấp huyền tiên, lực công kích cực kỳ to lớn, nếu ở đằng long đại lục thì là kiếm tiên thất truyền từ lâu. Sư huynh, đừng lãng phí thời gian nữa, mau mau để Càn Hư mang tin này lên tiên giới nếu như để cho tông phải khác tới trước, mình có hối không kịp. Nữ tử biết được thực lực của nghịch ương tiên đế bền sực tỉnh, nói vội vã. Nam tử đứng đầu cũng sực tỉnh, nói nhanh. Đúng rồi mau lên, Càn Hư, mau theo ta lên đệ cửu tầng. nếu tới đó chậm trễ bị tu tiên giả của tông phải khác tới trước một bước, ta thật hối không kịp. Tiền giới mong tin về nghịch ương tiên đế, người đầu tiên đưa tới tin này tất được trọng thưởng kể đến thứ hai là không còn một điểm lợi nào. Càn hư không dám chống, liền cùng vị tiền bối chữ thiện thượng lâu, ngoài ra ba vị cao thủ chữ thiện cũng theo sau càn hư đi lên. Sử thục tổ lúc trước tìm kiếm tiên phủ, những tu tiên giả, ngoài con ra những người khác đều chết cả. Càn hư lão đạo nói nhỏ, như thể sợ làm cho mọi người kinh hãi. Tất cả. Thiện Khứ chấn kinh nhìn về Càn Hư, lập tức bình tĩnh trở lại, khuôn mặt hiện vẻ tươi cười nói: "Ha ha, vậy là các tu tiên già đều chết cả, tụt lắm. Vậy là các môn phải khác không có khả năng lên trên tiên giới thông báo tin tức này trước chúng ta rồi." Ngay lập tức, Thiện Khứ khôi phục phong thái của một tán tiên cao thủ, đưa Càn Hư từng bước từng bước tiến lên đệ cửu tầng của thượng thiên cung đích, và ba vị cao thủ chữ thiện cũng thở ra một hơi dài. Thượng Thiên Cung đệ cửu tầng là nơi mà rất nhiều tán tiên chưa có một ai đã từng tới nơi đó. Tam kiếp tán tiên Càn Hư lần đầu tiên tới nơi này lại được tới thẳng đệ cửu tầng. Chỉ một điểm này cũng làm cho Càn Hư một lần kiêu ngạo, lưu danh trong lịch sử của Thanh Hư Quan. Ở tám tầng dưới của Thượng Thiên Cung đều chia thành từng phòng, tuy nhiên ở đệ cửu tầng lại không có vật gì. Tại trung ương đệ cửu tầng là một trận pháp to lớn, bao phủ bởi lớp lớp truyện văn cực kỳ phức tạp, năng lượng khí tức vô cùng to lớn. Càn hư, theo ta tiến vào trận pháp. Thiện khứ nói cùng lúc đưa chân tiến vào bên trong trận pháp. Càn hư từng bước tiến vào trận pháp. Chứng kiến thiện khứ toàn thân tán phát khí tức mạnh mẽ, lấp lấp năng lượng nhập vào bên trong trận pháp. Lúc này trận pháp bắt đầu lúc sáng lúc tối. Một lát sau chán của thiện khứ lấm tấm mồ hôi. Lúc này trận pháp hoàn toàn bắt đầu trói sáng. Người của thanh hư quan, người tìm ta có chuyện gì? Thanh âm hứng hờ từ đệ cửu tầng vang lên thiện khứ hướng về đó, cung kính nói. Đệ tử Thanh Hư Quan thiện khứ, có một đệ tử của Thanh Hư Quan đã biết được tin tức của nghịch ương tiên đế, môn phái đệ tử biết được tiên giới đang mong đợi tin này, sở dĩ đệ tử. Người nói nghịch ương tiên đế, thật là tin về hắn chứ. Thanh âm hồi nãy vang lên nhanh chóng. Tiểu bối Thanh Hư Quan, sự tình rất là trọng đại, môn phái ngươi không được ngoan ngữ, nếu như gian dối, toàn môn Thanh Hư Quan của ngươi bị tiệt diệt vẫn còn chưa đủ đó thiện khứ trong lòng sợ hãi, nhìn về hướng càn hư lão đạo. Càn hư lão đạo hoang mang nói. Đệ tử càn hư, may mắn vào được cửu kiếm tiên phủ của nghịch ương tiên đế, trong cửu kiếm tiên phủ đệ tử được biết tới nghịch ương tiên đế. Nói, người biết được tin tức gì về nghịch ương tiên đế? Thanh âm lên tiếng chất vấn. Nghịch ương tiên đế là bát cấp huyền tiên, mang danh kiếm tiên, càn hư vội vã nói. Thanh âm vang to đầy hưng phấn. Hà hà, đúng rồi, Nghịch ương tiên đế là kiếm tiên, cũng là bát cấp huyền tiên, đây là tin tức do chính Vũ Hoàng nói với ta, ngay cả tiên đế cũng không biết chuyện này. Người chỉ là một tiểu tử của phàm nhân giới mà biết được tin tức này xem ra đúng là thật rồi, ha ha. Người trên tiên giới xem ra rất là cao hứng. Tốt lắm, bất quá sự tình thật là trọng đại, ta phải thượng báo Vũ Hoàng, mọi chuyện phải do Vũ Hoàng quyết định, các ngươi ở lại nơi đây, nếu Vũ Hoàng có mệnh lệnh gì, ta sẽ trực tiếp chuyển lại tiếng nói vang vọng rồi tan mất, trận pháp ảm đạm trở lại. Ở trong đệ cửu tầng, bốn vị sư huynh muội chữ thiện cũng như càn hư về mặt hân hoan, theo lời của vị tiên giới nhân, hiển nhiên nghịch ương tiên đế là nhân vật tiên giới muốn tìm. Vũ Hoàng, là ai vậy? Thiện khứ cảm thấy kích động phi thường. Người mà xưng hoàng tại tiên giới khẳng định nhân vật không tầm thường. Thiện khứ trong lòng khẳng định. Tiềm Long Đại Lục, Vũ Vương Phủ ở tần Vương Triều Kinh Thành, bên trong lôi sân cư tu luyện đã gan nửa con trăng, Tần Vũ cuối cùng cũng đạt tới tinh hạch hậu kỳ, rồi sau đó, Tần Vũ cố gắng chuẩn bị để một bước đột phá tinh hạch hậu kỳ, đạt tới hành tinh tiền kỳ. Trong đan điền Tần Vũ, tinh hạch tiền kỳ lúc trước là khối cầu kim sắc, bây giờ biến thành màu đen, thậm chí nhiệt lượng cũng không mạnh hơn bao nhiêu, nhưng Tần Vũ hiểu rõ, đạt tới đúng giai đoạn cao nhất của tinh hạch, năng lượng tăng gấp 10 lần so với lúc bắt đầu kim sắc tinh hạch, như lúc này năng lượng đang tích tụ bên trong lấy tinh hạch làm tâm, hấp nạp vạn thiên tinh thần, quy tụ lại thành hành tinh. Điều quan trọng nhất trong việc tu luyện hành tinh kỳ chính là thiên địa linh khí vốn là linh khí của thiên địa vạn vật để cho hành tinh sung mãn thiên địa linh khí, giống như phàm nhân ở trên tinh cầu, có đầy đủ sinh lực cho sinh mệnh. Lục ban đầu đang điền còn trầm ổn, đến khi tần vũ đột phá trong nhấp nháy đã có sự biến hóa. Vũ trụ phẳng phất chấn động, Lúc đầu án chiếu tinh vân đủ dạng vận chuyển vô sổ tinh thần, trong nháy mắt điên cuồng tụ tập về nơi của hắc sắc tinh cầu. Tinh thần chân hòa bành trướng tiến vào trong hắc sắc tinh hạch, bắt đầu biến chuyển, rồi trầm ổn trở lại. Trong đan điền tần vũ, chỉ còn có một quả tinh cầu, sâu bên trong của tinh cầu là tinh hạch, tại ngay trung tâm của tinh hạch chính là tinh thần chân hòa. Ở lúc này tinh thần chân hòa như đột phá từ thâm thanh sắc biến thành đạm tử sắc. Tần vũ gương mặt bình tĩnh, song thủ tạo thành thủ ấn, cuối cùng song thủ từ từ mở ra trong lúc này tâm thần của tần vũ hoàn toàn ly khai khỏi thân thể như thể bắt đầu dung hợp với thiên địa cảm giác ta chính là trời và trời chính là ta tần vũ tâm linh rung động đôi mắt bắt đầu ươn ướt tinh cầu trong đan điền tần vũ rung động một nhát điểm điểm lục sắc trên bề mặt tinh cầu bắt đầu sinh ra thiên địa linh khí tại đan điền tần vũ tinh cầu cũng sản sinh tuy nhiên ngay tại lúc này liên tục dung nhập bên trong cơ thể Tần Vũ không có cách nào khống chế. Đột nhiên Lưu Tinh Lệ trong cơ thể Tần Vũ cũng bay ra ngoài, ngay tại lúc đó Lưu Tinh Lệ trông thật đẹp đẽ. Phát ra màu xanh lấp lánh, Lưu Tinh Lệ trực tiếp bay lên trên đỉnh đầu Tần Vũ, sau đó phát ánh sáng bao trùm xuống. Lưu Tinh Lệ tại đỉnh đầu Tần Vũ bắt đầu từ từ xoay chuyển, trong lúc xoay chuyển như vậy, Lưu Tinh Lệ phát xuất từng điểm sắc quang màu lục, phẳng phất như từng đóa tuyết hoa rơi xuống trên thân thể Tần Vũ những điểm lục sắc quang lại dung nhập vào cơ nhục của tần vũ rồi dung nhập vào kinh mạch tần vũ rồi đến cân cốt rồi dung nhập vào khỏa tinh cầu bên trong đàn điền lục sắc quang điểm dung nhập vào cơ nhục tần vũ ở cơ nhục mỗi tế bào dường như ăn kích tố sinh trường liên tục phá vỡ rồi tái sinh cứ liên tục chuyển hóa thân thể như được phát triển cứng rắn lại với một tốc độ rất khủng khiếp không chỉ có cơ nhục ngay cả kinh mạch và cân cốt tần vũ cũng phát sinh những biến hóa long trời nghịch đất giống như luyện thép, càng tôi luyện nhiều lần càng cứng rắn, xương cốt tần vũ trải qua từng biến hóa kinh người, trình độ cứng rắn cứ liên tục gia tăng không ngừng, lên tới mức kinh hãi. Khắp người tần vũ sau khi lục sắc quang điểm dung nhập vào thì tốc độ cải biến cũng tăng lên một cách khủng khiếp. Nhưng tần vũ lúc này bổn thân và tâm thần hoàn toàn dung hợp với thiên địa, yên tĩnh cảm thụ sự bao la của trời đất, mong ước cứ được như tự nhiên cơ bản không chú ý đến sự biến hóa của lưu tinh lệ, cũng không nhận ra bản thân mình cũng có sự biến hóa kinh nhân. Trong đan điền tần vũ Trong đan điền có chứa một quả tinh cầu, tinh cầu này chính là hắc sắc tinh hạch hấp nạp vô số tinh thần mặt hành, cũng chính là hạch tâm năng lượng của tần vũ. Lúc này bề mặt tinh cầu sản sinh điểm điểm lục sắc, chỉ là khi sau khi những lục sắc quang điểm của lưu tinh lệ dung nhập vào bên trong thì tinh cầu có phát sinh biến hóa long trời lở đất. Lúc trước chỉ là sinh ra từng điểm lục sắc, thì bây giờ với một tốc độ rất nhanh, cả tinh cầu đã bị lục sắc bao phủ, chỉ trong nháy mắt tinh cầu đã sản sinh ra rất nhiều thiên địa linh khí, thiên địa linh khí này so với thiên địa linh khí bên ngoài còn tinh thuần hơn rất nhiều. Lưu tinh lệ vẫn cứ chậm chậm xoay chuyển trên đỉnh đầu của Tần Vũ. Những điểm lục sắc quang điểm phất phơ rơi xuống rồi nhập vào các nơi trên thân thể Tần Vũ, những lục sắc này phảng phất chứa đựng thần khí ma lực, khiến cho cả người Tần Vũ đều phát sinh biến hóa có lẽ dù có mặt thập nhị kiếp tán tiên tán ma cũng không có cách nào giải thích được sau một lúc lâu thân thể tần vũ ngừng thay đổi lúc này sự tinh luyện thân thể của tần vũ đã vượt qua quá khứ cả chục hay trăm lần tuy nhiên lục sắc quang điểm vẫn từ lưu tinh lệ rơi xuống người tần vũ thân thể tần vũ vô pháp hấp thu để biến hóa lần nữa chỉ thấy từng lục sắc quang điểm lửng lơ bay xuống dung nhập vào sâu bên trong từng cơ nhục tế bào của tần vũ bởi vì thân thể hắn vô pháp hấp thu trở lại, nên chỉ có thể ẩn tàng tại đó trên người tần vũ thôi. Nhưng sự biến hóa không chỉ xảy ra trên thân thể tần vũ. Ngay cả linh hồn tần vũ cũng nhanh chóng phát sinh biến hóa, chỉ không biết được nguyên nhân là do tần vũ dung hợp với thiên địa, hay là vì lưu tinh lệ quang điểm dung nhập vào bên trong người. Linh hồn tần vũ đích nhanh chóng cô động, tại trung tâm não bộ, linh hồn chi lực cũng trở nên mạnh mẽ và tinh thuần hơn. Tần Vũ cảm thấy được ở đan điền tinh cầu rung động, cái cảm giác cùng thiên địa hộ tương kết hợp cũng đã tiêu mất. Nhưng Lưu Tinh Lệ lại dung nhập vào thân thể Tần Vũ một lần nữa, tỏa ra lớp lớp lục sắc quang điểm, còn chính bản thân Lưu Tinh Lệ tựa hồ như không có thay đổi gì. Vấn đề là sao? Linh thức Tần Vũ kiểm tra qua bên trong thân thể, lại càng thấy kinh hãi. Hiện tại nhục thể Tần Vũ đã kết lại thật cứng rắn, nếu so sánh với Hắc Long chi thân của duyên mặc thì có lẽ cũng không kém bao nhiêu tần vũ cảm thấy được toàn thân mình bây giờ chứa đựng lực lượng cực lớn sự cường đại của lực lượng làm cho tần vũ cũng phải giật mình thân thể mình sao lại trở nên như thế này tinh thần biến dù là tu luyện thân thể vốn không có khả năng kinh nhân như vậy chứ hiện tại mình đã truy xét thân thể kỹ càng thật có khả năng chiến đấu với độ kiếp kỳ cao thủ tần vũ trong lòng thực là kinh ngạc Tuy nhiên chính Tần Vũ cũng có thể đang nghĩ sai, vì giờ khắc này ngay chính Tần Vũ cũng không hoàn toàn biết rõ bản thân mình lại có sự thay đổi to lớn thế nào. Hành tinh trong đan điền bao phủ bởi lục sắc, thiên địa linh khí rất tinh thuần, Tần Vũ trong tâm lại càng chấn kinh. Tu luyện tới hành tinh kỳ, tinh hạch có sự biến hóa, đại khái trên bề mặt hành tinh hiện ra thiên địa linh khí, cùng với việc gia tăng công lực, sức nóng của tinh hạch lại càng cao, trên bề mặt của hành tinh thiên địa linh khí càng thêm dày đặc lục sắc ngày càng nhiều, vào lúc này toàn bộ bề mặt của hành tinh đều bao phủ bởi lục sắc. Hoàn toàn bao phủ bởi lục sắc, chứng tỏ đạt tới hành tinh hậu kỳ. Nhưng chính ở bên trong hành tinh, tinh hạch, ẩn ước vài tia hồng sắc mờ mờ, chứng minh tần vũ chân tránh thật lực đã đạt tới hành tinh tiền kỳ, khi tới được hành tinh hậu kỳ, tinh hạch sẽ giống như là một hỏa cầu. Vậy là sao? Rồi còn có chuyện gì khác nữa? Trong đan điển của mình thiên địa linh khí trên bề mặt của hành tinh cực kỳ sung mãn sự sung mãn vượt qua cả sự miêu tả trong tinh thần biến về hành tinh hậu kỳ nhưng rõ ràng tinh hạch chỉ ở mức hành tinh tiền kỳ tần vũ cũng muốn điên đầu so với năng lượng thể nội lúc này lực lượng của cơ nhục cân cốt tần vũ lại càng khủng bố hơn nữa tại sao vậy tần vũ vô pháp giải thích linh hồn của mình thật ra đã tới trình độ nào có phải tương đương với độ liếp hậu kỳ cảnh giới không tần vũ khám xét linh hồn của mình lại một lần nữa chấn kinh tâm thần cùng thiên địa dung hợp, địch xác làm cho khả năng linh hồn ngưng tụ lại được gia tăng, nhưng trong quá khứ linh hồn tần vũ chỉ gần tới mức không minh hậu kỳ, cho dù dung hợp thiên địa, có thể đạt tới độ kiếp tiền kỳ. Vào thời điểm linh hồn có thể ngưng tụ lại, chính là tương ứng với độ kiếp hậu kỳ cảnh giới. Có thể nguyên nhân là do tâm thần dung hợp với thiên địa mà ra, hoặc giả. Tần Vũ nhìn vào ngực mình sự tình thần bí này Tần Vũ nghĩ, phải chăng do lưu tình lệ, ngay cả hiện tại Tần Vũ cũng không thể thấu đáo sự bí mật của Lưu Tinh Lệ. Ngay lập tức Tần Vũ thôi không suy nghĩ quá nhiều, tiếp tục hấp thu nguyên ánh năng lượng bắt đầu tu luyện trở lại. Qua nửa con trăng. Tinh cầu trong đan điền Tần Vũ, ngay lúc này phía ngoài biểu hiện thiên địa linh khí cực kỳ tinh thuần, nhưng ở sâu thẳm bên trong thì tinh hạch lại giống như hỏa cầu tan phát nhiệt lượng, chính là tinh thần chân hỏa, hỏa cầu này màu sắc chuyển qua gần như tử sắc. Hành tinh hậu kỳ. Hấp nạp được nguyên anh của đệ nhị kiếp tán tiên, Tần Vũ cuối cùng đạt tới hành tinh hậu kỳ. Tần Vũ lúc này gương mặt mỉm cười hân hoan. Năm xưa khi sư tôn đạt tới độ kiếp trung kỳ, đã dễ dàng giết chết đại thành kỳ cao thủ, chứng tỏ ngang hàng với độ kiếp kỳ cao thủ, thậm chí tới lúc cuối cùng đón tiếp cửu cửu trọng kiếp còn như mình bây giờ, như quả sử dụng năng lượng của Thái Dương chân hạch, đánh bại độ kiếp kỳ cao thủ là chuyện dễ dàng còn thêm vào hắc diễm quân giới chỉ hai lĩnh vực thì chuyện đã bại đại thành kỳ cao thủ không phải là không có khả năng. Trong đan điền, tinh cầu hạch tâm gọi là tinh hạch, hiện tại trông giống như một hỏa cầu, theo tinh thần biến khi tinh hạch đạt tới hình thái hỏa cầu, gọi là thái dương chân hạch, tương tự như độ kiếp kỳ, nhưng trọng tâm tu luyện là vào thái dương chân hạch. Cùng thời lui vệ đạt tới độ kiếp trung kỳ, đã có thể dễ dàng giết chết rất nhiều cao thủ, chính là nhờ vào uy lực thái dương chân hạch. Tần Vũ có thể sánh ngang với lôi vệ năm xưa, cộng thêm hắc diễm quân trí giới và trung phẩm tiên khí, nếu như toàn lực xuất thủ, đối phó đại thành kỳ cao thủ quả thật không phải là chuyện khó khăn gì. Nhưng ở thời điểm này, Tần Vũ cũng không hoàn toàn chưa biết là ngoại trừ Thái Dương chân hạch, hắc diễm quân trí giới, trung phẩm tiên khí, vệ lôi ấn phủ ở bên ngoài, mình còn có một thân thể có khả năng công kích khủng khiếp chưa trải qua chiến đấu thực sự nên mức độ lợi hại của thân thể sau khi được lưu tinh lệ cải tạo như thế nào Tần Vũ cũng chưa thật sự hiểu rõ. Đằng Long Đại Lục, Núi Thanh Hư, Thượng Thiên Cung Tại tầng thứ 9 của Thượng Thiên Cung, đám thiện khứ bốn vị tán tiên cao thủ cùng càn hư túc trực không dám ly khai, bọn họ chờ đợi lệnh truyền từ phía tiên giới. Bất quá lúc chờ đợi như vậy thật khó chịu đựng. Hột nhiên đạo đạo quang hoa bạo phát từ trung ương trận pháp dày đặc triệt ấn, bốn vị sư huynh muội chữ thiện cùng cắn hư nhãn tỉnh sáng rực, lập tức tiến vào trong trận pháp. Ai ai cũng đã đợi chờ giây phút này lâu lắm rồi. Đệ tử Thanh Hư Quan nghe đây, đại nhân tới hỏi các ngươi chính là người rất thân cận tựa như tay chân của Vũ Hoàng, thực lực của người này so với một vị tiên đế còn mạnh hơn rất nhiều. Nếu ai đó làm cho đại nhân phật ý, thì đừng nói đại nhân xuất thủ, mà chính ta cũng sẽ khiến cho Thanh Hư Quan không còn có trốn để dung thân đâu. Thanh âm vang lên rất rõ ràng hiện khứ nghe được hốt hoảng nói nhanh xin đừng lo môn phái đệ tử tuyệt đối không làm cho đại nhân tức giận đâu khi gặp mặt nhất định sẽ nói thật mọi chuyện trời ạ à, người đang nói thì ra lại là một cao thủ cảnh giới tiên đế hơn nữa so với tiên đế còn lợi hại hơn nhiều thì thật không có mấy người là cánh tay phải của vũ hoàng thực lực ra sao không biết là cấp huyền tiên nào người hãy bình tĩnh chờ đợi đại nhân sẽ tới đây ngày thôi thanh âm vọng lại rồi tan biến Thiện Khứ cùng Càn Hư hai người lặng lặng chờ đợi, không dám thở mạnh. Lúc này đây trận pháp thông với tiên giới, ngay cả một hơi thở. Bên kia tiên giới cũng có thể nghe được như quả làm vật lòng vị cao thủ đặc biệt của tiên đế có thể lãnh lấy hậu quả thảm khốc. Dù đã biết trước, cả Thiện Khứ và Càn Hư đều cảm thấy một ngày dài như cả một năm. Thành Hư quan đệ tử Càn Hư, ta nghe nói ngươi biết được tin tức của nghịch ương, điều này có đúng không? Một thanh âm hơi hợt chuyển lại. Cuối cùng cũng tới rồi, Càn Hư hít một hơi sâu cung kính nói. Đệ tử Càn Hư, địch xác có biết được tin tức của nghịch ương tiên đế. Ừ, nói cặn kẽ cho ta nghe. Thành âm vang lên nghe như uể hoài, tự hồ như không quan tâm, nhưng nếu lắng nghe kỹ, Càn Hư lão đạo lại có một cảm giác trấn áp lạ lùng, ở vị trí cao cả như vậy. Mỗi câu nói mỗi hành động đều tự nhiên mang theo khí thế. Càn Hư lão đạo cẩn thận nói. Đại nhân, cách đây không lâu, đệ tử có cùng với một số tu chân giả tiến nhập cửu kiếm tiên phủ trong quá trình đó đệ tử được biết tin tức về nghịch ương tiên đế nghịch ương tiên đế tự xưng bắt cấp huyền tiên đệ tử cũng từ tiên khí lấy được mà phán đoán rằng người đó phải là kiếm tiên bởi vì thủ bút mà nghịch ương tiên đế để lại bên trong quần hàm kiếm khí cực kỳ lang lệ ô thành âm hờ hững tiếp tục hãy mang quá trình ngươi tiến nhập cửu kiếm tiên phủ nói lại rành mạch cho ta nghe kể cả việc ngươi lấy được bảo vật nữa vâng lúc ban đầu đệ tử và những người khác tiến vào cửu kiếm tiên phủ sau đó chúng đệ tử bị xa vào mê ảo ma cảnh cuối trà mê ảo ma cảnh thành âm hờ hững trở nên kinh ngạc sau đó ngươi có vào được nơi gọi là thanh vũ tiên phủ càn hư mừng rỡ nói dạ đúng đệ tử sau đó tiến nhập cái nơi gọi là thanh vũ tiên phủ chúng tôi cũng bắt đầu một trường tranh đoạt chấn phủ thạch bi tới lúc cuối cùng mới biết hạch tâm của thanh vũ tiên phủ chính là một khối nguyên linh tinh phách. Thanh âm quể hoài lần này có hơi chút vui mừng. Đúng rồi, lúc xưa nghịch ương luyện chế thành công thanh vũ tiên phủ có khoe với chúng ta, chính thực nguyên linh tinh phách ở tại hạch tâm. Lúc này vị cao thủ tiên đế kia hoàn toàn tin tưởng càn hư. Tốt lắm, người không cần phải nói chi tiết về sự nguy hiểm ở đó, hãy nói xem về bảo bối mà ngươi lấy được. Thanh âm hờ hững lúc đó trở nên ngưng trọng. Càn Hư có thể cảm nhận được sự khẩn trương, liền trả lời. Tại thành vũ tiên phủ lúc ban đầu các môn phải khác theo lời đã định để môn phải chúng tôi ở tại tiên phủ, đáng tiếc chúng tôi không tìm ra nguyên linh tình phách. Sau khi vào được nội điện tăng bào cát, tại nhất lâu, chúng tôi lấy được linh thú quyển, ở nhị lâu, thì được trung phẩm tiên khí mau bút, chỉ có thủy mặc họa, cùng có ba bức, lại không lấy dược cái nào. À, ta hỏi ngươi, tin tức của Mao Bút cùng với linh thú quyền để lại trong Tiên phủ có liên quan gì tới nghịch cương cảnh? Thành Âm không còn có vẻ thờ ơ nữa mà trở nên hoàn toàn nghiêm túc. Càn hư hít một hơi sâu, bị áp lực của câu nói đó vô cùng khẩn trương lo lắng. Không có, linh thú quyền cùng Mao Bút chỉ là đơn giản là tiên khí không hề có chút đặc thù gì, chỉ là Mao Bút thì có thể vẻ ra kiếm khí thôi. Càn hư lão trả lời, hốt nhiên nhớ lại nhân cơ nương nương, Tần Vũ duyên mặc ba người lúc lấy được thủy mặc họa đều cùng kinh hỉ nhược cuồng giống nhau. À, đại nhân đệ tử có một việc cần nói, có khả năng liên quan tới cái gọi là nghịch ương cảnh mà đại nhân nói tới, càn hư cung kính nói. Ồ, nói mau, tiên đế lên tiếng liền, lúc này tiên đế đang toàn tâm chú ý từng lời của càn hư đang nói. Đại nhân, lúc ở tại nhị lâu của tàng bảo, có ba người lấy được thủy mặc họa khi lấy được cả ba vui mừng điên cuồng, tới mức mặt đỏ ửng lên lúc đó ta cũng lấy làm lạ. Ai cũng đều thấy qua thanh vũ tiên phủ, cũng như các thứ bảo bối. Có thứ bảo bối gì lại làm cho người phải vui mừng thái quá vậy chứ, đệ tử nghĩ. Có khả năng như lời đại nhân nói liên quan đến nghịch ương cảnh, càn hư lão đạo lo lắng nói. Thanh âm trầm xuống. Một lát sau. Ba người kia là ai? Tiên đế chật vấn. Càn hư lão đạo nói nhanh. Trong ba người, một thuộc về Long Tộc, một là cao thủ của tu ma giả đại tông phái âm Nguyệt Cung... Còn một người nữa là phổ thông cao thủ, chỉ là theo sau hắn là một tán tiên cực kỳ lệ hại. Long tộc mà giới có thể đoán được là đã trở về hồi báo yêu giới, mà giới rồi có chút phiền phức đây còn kẻ thứ ba, sau lưng có thêm một tán tiên thì sao? Trong ngữ khí của vị tiên đế cao thủ có phần khinh thường. Thành hư quan ngay đây, dùng mọi thủ đoạn nhanh chóng đoạt lại bức thủy mặc họa của kẻ thứ ba này tổn thất gì cũng được, ta sẽ bồi thường gấp 10, gấp trăm lần lại còn ban thêm nhiều bảo vật khác nữa. Có tổn thất gì sẽ bồi thường 10 lần trăm lần, lại còn cho thêm bảo vật. Thiện khứ trong lòng hớn hở lên tiếng. Đại nhân đừng lo, ta cùng với ba sư huynh muội sẽ đích thân ra tay, nhất định sẽ lấy về bức họa thủy mặc cho dù là thập nhị kiếp tán tiên, thành hư quan dở mọi thủ đoạn để lấy nó về cho bằng được. Vì tương lai của thanh hư quan, vì cơ nghiệp vạn năm của thanh hư quan tuyệt đối không ngần ngại.